các máy cày lớn nhất thế giới. Máy kéo Upton MT855, kéo Enforcer, máy kéo cổ điển. Chiếc máy này là một trong số 8 chiếc MT855 do Upton Engineering chế tạo tại Cova NSW Australia. Ban đầu được trang bị động cơ Hercules 200 mã lực và sau đó được thay thế bằng Cummins 290 mã lực. Tổng trọng lượng của máy kéo này là khoảng 16 tấn. Máy kéo John Deere 9560RT lớn nhất và là một trong những máy bừa đĩa lớn nhất của Storm Bethna Atlas AM với chiều rộng làm việc 12m. Video được thực hiện tại Cộng hòa Séc. Quattrac và 870 Ecolo Tiger làm việc trên đồng ruộng sau khi thu hoạch ngô, tốc độ 15 km/h, tiêu thụ 11 lít trên hecta, động cơ diesel 6 xi lanh 620 mã lực, nặng 22.126 kg, chiều dài cơ sở giữa các bánh là 391 cm. Động cơ diesel 6 xi lanh 18,8 lít 600 mã lực, nặng 26.118 kg, cao 335 cm, chiều dài cơ sở giữa các bánh 676 cm, tổng chiều dài là 929 cm. You notice on the back as it comes past you in the grandstand, there is a TV camera tipped down toward the hitch on the back of this tractor so that you can hook up to the implement. There's a TV screen inside the cab, and that's how you hook up. There's no way that you can know where that hitch was at any given time. It's got very few hours on it. I think it's got about 625 hours on it, ladies and gentlemen. Well, ladies and gentlemen, coming in front of our grandstand as our final piece of our parade is
is the Johnny Roy special. It's called the Roy 2472. Johnny Roy was a big part of our parade and our exhibition here in Austin for a lot of years. He passed away a few years ago, but I always say Johnny will always be here as long as Austin is here. He built... Động cơ diesel 8 xi lanh 15,7 lít, 370 mã lực, nặng chuyên chở 17.000 kg, nặng khi làm việc là 17.100 kg, chiều dài 654 cm. Động cơ diesel 16V92T, 16 xi lanh, 1.100 mã lực, nặng khi vận chuyển 43.000 kg, nặng khi làm việc 43.000 kg, cao 426 cm, chiều dài cơ sở 495 cm, tổng chiều dài là 868 cm.